Hello mọi người, dissing là một nét văn hóa của rap game toàn thế giới. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của hip hop đã không ít những trận chiến, những pha gọi hồn, những màn nổ pháo đã đi vào lịch sử. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một trong số đó, đó chính là sự kiện Control. Sự kiện Control là gì? Ai là người đã làm nên nó? Nó có ảnh hưởng đến rap game thế giới ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Việc nhắc tên những người anh em để shout out hoặc mục tiêu để gạ kèo là một điều đã trở nên rất bình thường trong rap game. Một trong số những rapper thường được shout out chính là Eminem, bởi anh là một trong những tượng đài truyền cảm hứng rất nhiều cho thế hệ rapper nối tiếp. Mà đồng thời, anh cũng là người gọi tên rất nhiều rapper. Có người được anh trân trọng nhắc đến để tri ân, số còn lại thì thành mục tiêu để anh cho lên dĩa. Còn ở Việt Nam, những ví dụ điển hình cho việc gọi hồn anh em hoặc mục tiêu công kích có thể kể đến là bài How Do You Want It của tổ đội VO, một trận pháo vàng nhắm vào rất nhiều đội nhóm và cá nhân trong rap Việt. Ngoài ra thì còn có bài Tứ Phương Bất Bại của VD. Trong đó những người bị VD nhắc tên là Na, AC, LK và vân vân. Gần đây nhất, chúng ta có Bác Tám Kamikaze của ICD đã nhắc đến nhiều cái tên lớn trong cộng đồng rap Việt và là khởi đầu của trận đại chiến Bắc Nam năm 2020, mở đường cho rất nhiều tài năng trẻ xuất hiện. Cơ bản thì còn lâu nhá. MC Yêu mới là người có đóng góp cực lớn cho rap Việt hiện nay. Còn mấy ông kia phép ai nấy hưởng rap fan thì cứ tưởng rap Việt được thế là hay. Có đít MC Yêu thêm là nữa chắc ngon đấy. Cậu bị điên là tôi respect ông ấy. Có vẻ ý của tôi nên rằng cậu chưa hiểu hết nhỉ. Này cậu thích bị gọi là rapper underrated nhỉ? Một trong những pha gọi hồn kinh điển tính tới thời điểm hiện tại của rap Mỹ chắc hẳn không thể bỏ qua pha liệt kê những tên tuổi đình đám trong giới của K-Dot, Kendrick Lamar trong bài Control ra mắt năm 2013. Control là sản phẩm được chắp bút bởi ba rapper Big Sean, Jay Electronica và Kendrick Lamar. Producer No ID là người đã góp phần vào khâu sản xuất cho dự án này. Bài nhạc này kéo dài đến hơn 7 phút, xuyên suốt đó là những câu chuyện liên quan đến nhạc rap và ảnh hưởng của nó đến Kendrick cũng như hai người anh em còn lại. Đương nhiên là họ cũng không quên shout out cho những huyền thoại, brag về bản thân một tí và gọi tên những người đồng nghiệp khác trong giới. Kendrick Lamar nối tiếp verse đầu của Big Sean bằng một đoạn bridge và ngay sau đó là một trong những verse rap gây tiếng vang lớn nhất của anh. Trong một verse thôi, ngoài việc nhắc tên những người anh em khác trong giới, Kendrick còn tạo ra làn sóng mới trong cộng đồng qua việc anh tự nhận mình là King of New York, ông vua đời kế nhiệm, nơi khai sinh ra nền văn hóa hip hop. Trong sản phẩm Control, Kendrick đã chiêu đãi khán giả bằng một bữa tiệc ngôn từ. Những MC vĩ đại được anh shout out chính là Jay-Z, Nas, Eminem, Andre 3000, đặc biệt là hai biểu tượng huyền thoại của nhạc rap Tupac Shakur và The Notorious B.I.G. Ngoài những rapper trên, Kendrick cũng nhắc đến những ngôi sao khác, đó là Paul McCartney, tay guitar bass của ban nhạc đình đám The Beatles, ca sĩ Bob Marley, người tiên phong trong dòng nhạc reggae, ông vua rock and roll Elvis Presley và diễn viên Sean Connery, người nổi tiếng với vai diễn James Bond. Đồng thời, anh muốn chính mình cùng những rapper cùng thời được xướng tên một cách xứng đáng trên sảnh đường danh vọng. Phần còn lại, anh gọi họ là The Rest of Y'all, New Just New Don't Get Involved. Tạm dịch, đám còn lại thì Newbie cũng chỉ là Newbie thôi, đừng xía vào. Điểm đáng chú ý nhất trong verse này là pha call out của K-Dot. Những cái tên đã xuất hiện chính là J. Cole, Big Crit, Wale, Pusha T, Meek Mill, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, Jay Electronica, Tyler the Creator và cố rapper Mac Miller qua những câu sau. I'm usually homeboys with the same I'm rhyming with, but this is hip hop and them should know what time it is. And that goes for Jermaine Cole, Big Crit, Well, Pusha T, Meek Mill, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, Jay Electron, Tyler, Mac Miller, I got love for you all, but I'm trying to murder you.
trying to make sure your core fans never heard of you. Tạm dịch, tao vẫn thường giao lưu với mấy anh em mà tao đã gieo vần cùng họ. Nhưng đây là hip hop và tụi nó nên biết là đã đến lúc rồi. Tao sẽ gọi tên J. Cole, Big Crit, Well, Pusha T, Meek Mill, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, J. Electron, Tyler, Mac Miller. Tao yêu tất cả chúng mày, nhưng tao sẽ bỏ bao xác hết. Tao sẽ đảm bảo mấy thằng fan cứng của tụi mày không còn nghe được gì từ tụi mày nữa. Tính đến thời điểm bài nhạc ra mắt thì Kendrick đã bắt tay ra sản phẩm hợp tác với tất cả những cái tên mà anh đã call out phía trên, chỉ trừ mỗi ông thần Tyler the Creator. Anh gọi tên những người anh em này không phải vì mục tiêu thù ghét hay muốn cho họ vào bao xác. Điều anh muốn là giữ được tinh thần hip hop, giữ được tính cạnh tranh của các rapper thế hệ kế thừa. What is competition? I'm trying to raise the bar high. Tạm dịch, cạnh tranh là gì? Tao sẽ nâng tầm cả cái cuộc chơi này lên. Đó là mong muốn nối tiếp và phát huy những di sản to lớn của những huyền thoại như Tupac, Biggie, Kendrick. Muốn nâng tầm rap game, anh muốn trở nên vĩ đại. Sau bài Control, cộng đồng nhạc rap Mỹ được thổi lên một làn sóng dư luận mạnh mẽ. Đi kèm với đó là những biến động rõ rệt. Chỉ bằng một verse, Kendrick Lamar đã góp phần tạo nên khá nhiều tác động đến cuộc chơi của các rapper Mỹ. Các rap fan và rapper có vẻ đã đứng ngồi không yên trước việc K-Dot tự nhận mình là ông vua của New York. Cũng chính vì sự kiện này mà các rapper đã quay lại cuộc chơi một cách năng động hơn. Họ tranh đấu quan điểm với nhau bằng âm nhạc. Điều quan trọng là nhờ sự kiện này mà tinh thần phát triển của nhạc rap và hip hop tiếp tục được nâng tầm. Có thể nói là Control giống như một cú tát vào mặt những rapper kém cỏi, vì là hồi chuông kéo các rapper của thập niên này quay trở lại đường đua. Ngoài ra, bằng cách lên danh sách những rapper có cống hiến và ảnh hưởng lớn trong rap game Mỹ thời điểm đó, Kendrick đã tạo nên một sự xúc tác không thể thiếu để những người anh em của mình cạnh tranh một cách tích cực và năng nổ hơn. Và với thực lực đáng gờm cùng sự cống hiến to lớn của mình đối với cộng đồng, Kendrick đã thể hiện sự tự tin của anh trong từng câu chữ. Ví dụ như câu I heard the barbershops be in great debates all the time about who's the best MC, Kendrick, Jigga and Nas. Tạm dịch, mấy thằng thợ cắt tóc tranh cãi nhau suốt về việc ai là MC vĩ đại nhất, Kendrick, Jay-Z hay là Nas. Quan điểm của Kendrick có phần hơi cứng rắn và đanh thép, nhưng khó mà có thể phủ nhận được trình độ của anh. Từ đó, Kendrick trở thành một biểu tượng có rất nhiều điều để các rapper khác học hỏi. Nếu bạn là một fan cuồng nhiệt thường xuyên theo dõi và nghe nhạc rap US thì hẳn cũng biết vài cái tên mà Kendrick đã call out ở trên. Giờ thì họ đều đã trở thành những biểu tượng và rapper có ảnh hưởng trong giới. Bởi thế nên mới nói có quan điểm cho rằng việc Kendrick làm trong sản phẩm Control là một cú hích đắt giá của rap game. Và đương nhiên, khi mà có một rapper đến từ California, bờ Tây nước Mỹ, tự nhận mình là ông vua của New York, một nơi ở bờ Đông, đã có khá nhiều rapper xem đó là một sự thiếu tôn trọng và on mic để đáp trả những diss track cho Kendrick Lamar. Joey Badass và Joe Budden là hai trong số những rapper đã không ngần ngại lên nhạc chỉ trích phát ngôn của Kendrick. Trong chương trình Vlad TV của DJ Vlad, rapper Corrupt tỏ ra rất bức xúc khi cộng đồng hiểu sai ý định của Kendrick. Corrupt cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm tất cả các rapper đều chung một nhà, dù là New York, Detroit hay LA, và King of New York chỉ là một bộ phim mà các rapper lấy ý tưởng để viết lời mà thôi. Trước đây là cố rapper huyền thoại Biggie, và sau này là Kendrick Lamar cùng những người anh em cùng thế hệ. Cụ thể, câu lyrics của Kendrick như sau. I'm important like the Pope, I'm a Muslim on pork, I'm Machiavelli's offspring, I'm the King of New York, King of the Coast, one hand, I juggle them both. The juggernauts all in your jugular. You take me no jokes. Tạm dịch, tao quan trọng như giáo hoàng. Tao là người hồi với thịt heo. Tao là kết quả của Machiavelli. Tao là vua của New York. Tao là vua của bờ Tây. Một tay tao nắm cả hai cõi. Tao là sức mạnh không thể cản phá từ trong cổ họng mày. Đừng nên đùa với tao. Trong ngữ cảnh trên, Kendrick đã dành tặng sự tri ân đến rapper Corrupt, người đã góp phần phát triển gangster rap bờ Tây qua hai câu đầu, và cố rapper vĩ đại Tupac còn được biết đến với cái tên Machiavelli qua album phòng thủ thứ 5 của ông The Don Killuminati, The Seven Day Theory. Ngoài ra, theo Kendrick, việc anh tự xưng là King of New York không phải là muốn tranh giành chức vị với ai, mà là sự bày tỏ tham vọng được trở nên vĩ đại như Tupac và Biggie. Đối nghịch với những rap fan và rapper có ý kiến tiêu cực về những lời lẽ trong bài Control thì cũng có rất nhiều người ủng hộ hành động này. Các fan cứng của anh đồng tình với quan điểm các rapper cần cố gắng để tạo ra những di sản lớn lao và có cống hiến thiết thực cho cộng đồng.
phong cách viết lời trau chuốt và có nội dung sâu sắc cũng được các rap fan cổ động, bởi đó là một nét đẹp của nhạc rap. Và Kendrick là một ví dụ điển hình của một hình mẫu rapper chú trọng ngôn từ. Thậm chí là nhờ album Damn vào năm 2018, anh đã nhận được giải thưởng Pulitzer dành cho âm nhạc. Đó thực sự là một vinh dự và cột mốc lớn, bởi Kendrick Lamar là rapper đầu tiên nhận được giải thưởng đó, một giải thưởng lớn và uy tín dành cho những cây bút xuất chúng. Còn bạn thì sao? Bạn thấy đó thực sự là một hành động công kích và thiếu tôn trọng đối với các rapper New York của Kendrick Lamar, hay đơn thuần anh chỉ đang cố gắng tạo nên những bước đẩy tích cực cho nhạc rap thế hệ mới nói riêng hay cộng đồng hip hop nói chung? Hãy để lại một bình luận về vấn đề thú vị này ở dưới video nhé. Quay lại vấn đề, Control của Kendrick Lamar đã không chỉ gây ra những tác động đến rap game ở Mỹ mà nó còn lan tỏa sang cả xứ sở kim chi phía bên kia bán cầu. Không lâu sau khi bài Control được phát hành, rapper Swings đã sử dụng lại con beat Control và khởi động một trận rap war quy mô lớn và có mức độ ảnh hưởng đặc biệt đối với hip hop Hàn. Swings đã kéo theo hàng loạt rapper khác trong cộng đồng rap hip hop ở Hàn Quốc nhảy vào bày tỏ quan điểm về trận chiến như Simon Dominic, Essence, Ugly Duck, Gecko, Deep Flow, Timmy, Donut Man, v.v. Kết quả của sự kiện này đã mang đến những ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với K-Hip Hop, và cũng phần nào nhờ Swings cùng những rapper khác đã tham gia mà rap fan và các rapper Hàn Quốc thời điểm đó phải nhìn lại những gì đang thực sự diễn ra đối với Hip Hop tại đất nước của họ. Mà sau trận chiến này thì đến mãi năm ngoái giữa Swings với Simon Dominic mới có động thái hòa giải khi họ cùng nhau xuất hiện trên chương trình Show Me The Money mùa 9. J-Park, Zico cùng một vài rapper có tên tuổi lớn đã thể hiện sự phấn khích và chú ý đối với sự kiện trên lúc nó đang diễn ra. Và sự thật là phần nào câu chuyện đã diễn ra tại Hip Hop Hàn đã bị ảnh hưởng bởi Kendrick Lamar. Đó là những mâu thuẫn dẫn đến sự phát triển, vươn lên đẳng cấp mới. Theo Rolling Stones, có đến 9 điều mà verse Control của Kendrick đã làm thay đổi cả rap game. Trong đó, điều ảnh hưởng nhất được đề cập là các rapper đã cố gắng bảo vệ vương miện của mình hơn bằng cách sản xuất những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời hơn. Thời gian qua, Kendrick Lamar đang đồng hành cùng với rapper trẻ Baby Kim, người anh em họ của anh, và tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Nhiều rap fan đang trông chờ anh sẽ có một màn comeback rực rỡ sau khi thông báo Smoking on your top 5, tức nướng chín top 5 rapper của mày trong sản phẩm Family Ties kết hợp cùng Baby Kim. Rất nhiều người đang chờ đợi anh và trông chờ vào lần ủ nhạc dài hạn này. Nhìn lại rap Việt thì theo các bạn, sự kiện nào đã có tác động thúc đẩy nghệ sĩ đầu tư vào sản phẩm nhiều hơn? Hãy bàn luận ở dưới phần comment và hãy nhớ là cùng nhau tranh luận một cách văn minh và mang tính phát triển nhé. Tới đây thì mình xin kết thúc video và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.